Vân Anh và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh. Rất vui trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống của đài VNTV San Diego. Vâng thưa quý vị, và như thường lệ thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, nội tiết và hiếm muộn. Bác sĩ có phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego. Và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ cùng chia sẻ với quý vị qua một cái đề tài mà nó rất là trái ngược với nhau. Đó là đề tài đột quỵ tim trong khi chơi thể thao. Tại sao cái đề tài lại ngược đời như vậy bác sĩ Minh? Tại vì thường thường chúng ta nghe nói là tập thể thao để có sức khỏe tốt, để giúp cho tim. Nhưng mà tại sao cái đề tài lại như vậy thưa bác sĩ? Dạ vâng, đó là một cái điều là nó hơi tréo cả ngọn phải không cô? Dạ anh? Vâng. Thực sự ra thì lúc nào bác sĩ Minh cũng là viết những bài viết về y khoa hay là trong những chương trình trước lúc nào cũng nói là phải tập thể dục thể thao để cho trái tim mình nó được khỏe, để cho mình... sống vui, sống mạnh, anh này nọ nha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thực sự ra nó có rất là nhiều trường hợp, tuy là không nhiều nhưng mà cũng khá nhiều. Đó là những cái trường hợp nó xảy ra là hơi chéo cả ngọng, là những người mang tiếng là lực sĩ, điền kinh này nọ lại là bị đột quỵ tim và mất mạng trong khi chơi thể thao. Ví dụ như là gần đây có cái ông gọi là Bob Harper. Ông đó là điều khiển chương trình gọi là chương trình mà xuống cân đó, the most weight loser đó của trên đài I think NBC. Thì ông đó ổng mới có 51 tuổi, ổng bị đột quỵ tim và ổng người ta phải đưa vô bệnh viện và ổng hôn mê 2 ngày rồi phải nằm trong bệnh viện gì đó 7-8 ngày thì ông mới được thả về. Vì ông là người là chơi thể dục thể thao, mình thấy nói là ông người ta gọi là fitness guru, tức là ông hiểu biết rất là nhiều về chuyện thể dục thể thao, thế mà ông lại bị đột quỵ tim. Hay là những cái trường hợp cách đây cũng lâu lắm rồi, hồi xưa tôi còn nhớ có cái người tên gọi là James Fix, ông đó là chuyên môn là chạy đường trường. Gọi là chạy đua đó, rất là giỏi. Một ngày nào đó đẹp trời không đẹp trời mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà ông chạy đua và ông té trên đường và ông đột quỵ tim, ông chết. Rồi gần đây trong cái cộng đồng của chúng ta thì tôi cũng có nhiều người bạn thân cũng cỡ lứa tuổi của tôi ra đi đột ngột. Tuy rằng những anh ấy lại là những người là gọi là chuyên gia về sức khỏe, tức là bác sĩ, nha sĩ này đó nha, thì không kém may mắn là ra đi trong khi mà chơi thể thao. Thế thì tại sao lại như vậy? Những người rất là khỏe, bình thường rất khỏe, không có triệu chứng gì hết. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Dạ vâng, xem rằng đó là một cái tình cờ ngẫu nhiên hay là hai cái điều đó nó có liên hệ gì với nhau phải không ạ? Dạ vâng, thực sự ra mà nói thì như thế này, để mình đi ngược lại cái chuyện là đột quỵ tim nó xảy ra như thế nào để mình tìm hiểu tại sao. Đúng rồi. Cái đột quỵ tim nó xảy ra cơ bản á, là nó phải nói là có 3 lý do thôi. Thứ nhất là cái mạch máu của cái gọi là mạch máu vành tim, nó gọi là coronary heart vessel, tức là mạch máu nó chạy quanh trái tim của mình đó, nó bị ngã. Là điều thứ nhất. Cái thứ nhì á, là có thể là nó bị những cái bắp thịt của mình nó bị hư. Nó không có co bóp được bình thường. Cái thứ ba là nên nhớ là trái tim nó có một hệ thống dẫn điện riêng của nó. Ok. Thì khi mà cái hệ thống dẫn điện nó bị hư thì trái tim nó co bóp bất thường. Nếu mà co bóp bất thường thì nó cũng ngừng đập. Ok. Thì cái ba lý do là nó như vậy. Thì tất cả những cái gì mà trắc trở một trong những lý do đó thì nó đưa tới cái đột quỵ tim. Thường thường thì chúng ta hay nói là cái lý do thứ nhất là nhiều nhất, tức là cái mạch máu của mình nó bị ngãn. Cái vấn đề là như thế này, là có những người cái mạch máu nó bị ngãn tới 90% nhưng mà họ không biết. Nên nhớ là có những trường hợp chúng ta ngồi, chúng ta làm việc thường ngày đó, cho dù nói thí dụ như tôi chẳng hạn hay là cô Vân Anh chẳng hạn, mạch máu bị ngãn đi 90% rồi nhưng nó không bao giờ có triệu chứng bị đột quỵ tim cả. Là vì nó có những cái mạch máu phụ nó chạy xung quanh cái trái tim của chúng ta. Thì đùng một cái khi mà chúng ta exercise chơi dữ quá đó thì cái nhu cầu oxygen nó của trái tim nó cần nhiều. Thì trái tim nó không có đủ oxygen, lúc đó thì nó mới thể hiện ra là mình bị đột quỵ tim. Thì có những người họ có thể bị ngãn mạch máu mà họ không biết. Cái thứ nhì nữa là lý do là một phần, cho dù là họ rất là khỏe, cho dù họ rất là thể thao da này nọ, họ rất khỏe. Hoặc là lý do này là vì nó vấn đề di truyền.
Di truyền là tại sao bởi di truyền là vì trong gia đình của họ nếu mà có người đã bị đột quỵ tim rồi ở tuổi trẻ chẳng 50 60 tuổi thì những người đó thường thường dễ bị đột quỵ tim hơn người trung bình tăng gấp 3 lần tới gấp 5 lần Wow. lận. Okay. Lý do là tại sao là vì cái mạch máu của họ có thể nhỏ hơn người bình thường mà họ không biết. Mạch máu họ thể dễ bị nghẽn mà họ không biết. Cái bắp thịt của họ gọi là không có mạnh mà họ cũng không biết. Hay là cái hệ thống dẫn điện trái tim nó không có được good, cũng họ cũng không biết. Cái đó rất là khó đoán. Nhưng mà mình nói như thế này, trên nguyên tắc đó mình vẫn khuyên là nên tập thể dục thể thao. Là tại sao? Là vì khi mình tập thể dục thể thao đó thì cái gọi là cái trái tim mình nó quen, cái sức bền bỉ nó quen, với điều kiện là mình tập đều mỗi tuần, tập chút 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 chứ không có đùng cái mình nghỉ một tháng rồi ô bữa nay đẹp trời mình xách cái vợt tennis mà chạy ra ngoài sân mình đánh, thì cái đó lúc đó cái trái tim của mình nó chịu không nổi, là vì nó không quen cái tình trạng là ở không lâu ngày cả tháng rồi. Nhà mình nghĩ là mình khỏe nhưng không khỏe đâu, vì trái tim của mình nó không quen với cái mức độ đòi hỏi như vậy. Đó là tại sao mà khi mà tai biến nó xảy ra. À, như vậy thì nó có liên quan với nhau chứ không phải là một điều ngẫu nhiên, phải không bác sĩ? Nó có liên quan, tức là những cái chuyện này đáng lý ra là mình phải biết trước, những cái chuyện đó gần như 90% chúng ta có thể biết trước và có thể đề phòng. Một trong những lý do mình có thể nói rằng là nói thí dụ nói cá nhân của tôi đi nữa, là một người là gọi là chuyên gia về sức khỏe, lúc nào cũng lên tivi hô hào là sức khỏe này nọ, nhưng mà phải nói rằng là các bác sĩ phải nói nhỏ thôi, thường thường lại là những cái người bệnh nhân gọi là rất là tệ hại nhất, tức là không lo cho chính sức khỏe của mình, lo cho sức khỏe người khác nhưng mà lại có thể bận bịu nhiều thì giờ quá không có nghĩ tới cái sức khỏe của mình. Và chuyện thứ hai nữa là thường thường trong cái đầu của mình thì mình có cái tư tưởng là chủ quan, mình nói chuyện đó không thể nào xảy ra cho mình hết đó, xảy ra bệnh nhân thôi chứ không phải là của mình đó. Thành ra đó là tại sao mà gọi là chúng ta không có chú trọng tới tình trạng sức khỏe của tôi. Ở đây mình mở ngoặc nó nhỏ chút xíu, thực sự ra cái hồ sơ bệnh lý của bác sĩ mình chỉ có 20 trang giấy à, cứ cứ 5 năm mới đi khám bác sĩ một lần. Và bởi vậy lần cuối cùng tôi đi khám bác sĩ là mới cách đây có một năm, ông bác sĩ ổng nhìn tôi ổng nói sao mà nhìn nhìn Du không có ra nữa, không có nhận mặt của Du, tại vì 5 năm Du mới tới khám tôi một lần. Vâng, thì nói tóm lại là khi mà tập thể dục thì phải có sự đều đặn, đừng có làm quá cái sức của mình trong một lúc, phải không bác sĩ? Dạ đúng, cái gì mình cũng từ từ. Cái thứ nhất là mình, cái lời khuyên của chúng ta là bây giờ nó không nhất thiết là chúng ta phải làm nhiều mới tốt. Họ khuyên là nên, cái nghiên cứu cho thấy rằng là mỗi lần mà chúng ta tập thể dục thể thao là nên 30 phút là đủ, thực sự 20 phút thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói 30 phút cho nó dễ nhớ, tức là nửa tiếng đồng hồ là tối đa. Vì sau 30 phút là cái cơ thể nó bắt đầu mệt rồi. Cho dù mình có tập nhiều đi nữa nó không có lợi ích gì khác hết, mà chỉ nó chỉ tạo thêm cho cái gọi là cái stress không cần thiết cho trái tim và cho cơ thể. Lúc đó nó bắt đầu nó cho dù cái đầu óc mình muốn tập đi nữa nhưng mà trong những bắp thịt mình nó lười biếng, nó không có chịu làm việc nữa. Ok, thì đó là tại sao mà những nghiên cứu cho thấy là sau 30 phút thì không có good nữa. Và người ta khuyên là nên nên tập làm sao một tuần từ từ 3 tới 5 lần, tức là mình khoảng là 150 phút, tức là lúc nào mình cũng phải đều đặn như vậy, chứ không phải là ô bữa nay là ngày đẹp trời là tôi đi tập thể dục, còn lại 2 tuần sau là tôi không tập nữa, cái đó không, nó không no good. Dạ vâng. Ok, tức là phải tạo cái sự bền bỉ. Cái thứ hai nữa đó là cái chuyện nữa là chúng ta không nên tập quá sức của chúng ta, là thí dụ bây giờ mình 20 tuổi nó khác, còn mình 50 tuổi 60 tuổi nó khác, hay là mình đàn bà nó khác, đàn ông nó khác, là tức là cái gọi là cái trái tim mình nó có thể nó đập tối đa là bao nhiêu. Thường thường ta gọi là target heart rate, tức là khi mình tập thể dục theo lúc nào mình cũng để ngón tay lên trên cổ mình, hay để ngón tay trên trên cái cổ tay mình để mình đo cái nhịp tim của mình. Thường thường nói thí dụ bây giờ tôi quên cái con số, cái công thức rồi, nhưng mà thường thường thí dụ bây giờ khoảng gần 60 tuổi như tôi đó thì là cái nhịp tim tối đa là khoảng chừng là 120 beat thôi, chứ không có nên tập quá. Lên tới 150, 160 là dễ bị xỉu và dễ bị đột quỵ tim. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Hy vọng rằng những cái lời chia sẻ của bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta cẩn thận hơn khi tập thể dục, và tập thể dục để mang lại cho sức khỏe tốt. Nhưng nếu mà nhiều khi chúng ta không để ý, nhiều khi tập thể dục lại mang lại một cái sự nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Phải không bác sĩ Minh?
Một điều nữa xin nói là trước khi chúng ta kết thúc chương trình đó là cái chiều hướng bây giờ theo thống kê đó thì thật sự ra đàn bà chết vì đột quỵ tim nhiều hơn đàn ông. Ok, mình đừng tưởng rằng là cái chuyện đột quỵ tim nó chỉ xảy ra cho người đàn ông mà thôi. Nghiên cứu cho thấy hiện tại cái lý do mà người đàn bà tử vong nó cao nhất, và không những như vậy mà nó cao hơn cả tổng số những lý do gì bệnh tật gì khác, như là ung thư này nọ, ung thư ngực, ung thư này nọ, cộng lại nó vẫn là chưa bằng cái lý do mà chết vì đột quỵ tim. Cái lý do là tại vì khi mà một người phụ nữ mà bị đột quỵ tim, những cái triệu chứng nó rất là xâm soạn, nó không phải giống như là đau ngực này nọ, mình ôm ngực mình kêu la giống như là trong những cái phim cải lương hay là phim Hàn Quốc này nọ, nó không phải. Nhưng mà thực sự ra cái triệu chứng nó rất là nhẹ nhàng, giống như là mình bị cảm cúm vậy, nó nhức mình, nhức mỏi mình mẩy ha, hơi khó chịu, chóng mặt, buồn nôn, mệt này nọ, thì cái đó, và cái triệu chứng nó có khi nó kéo dài tới 2-3 ngày, cho nên người phụ nữ thường thường dễ bị bỏ qua, nói rằng ồ tôi ăn không tiêu, chắc là tôi bị cảm gì đó. Nhưng mà đó là có thể là gần như là khi chuyện đó xảy ra, có thể là quý vị có thể cần phải liên lạc với bác sĩ coi thử có thật là cảm cúm hay không, hay là có thể là những triệu chứng của việc đột quỵ tim. Cái chuyện nữa cần quan tâm nữa đó là cái thế hệ trẻ bây giờ ăn uống bừa bãi. Người ta thấy là không những là không đợi cho tới 50-60 tuổi mới bị đột quỵ tim, 20 tuổi vẫn có thể bị đột quỵ tim, hiện tại là như vậy. Những cái trường hợp mà bị đột quỵ tim khoảng từ 20 tới 30 tuổi nó tăng cao hơn là cái thập niên kế tiếp. Và người ta tính được là người ta dự đoán theo cái thống kê đó là trong vòng 20 năm nữa thì có thể là những lý do mà làm cho mình là giả từ cuộc chơi đó là nó lên tới 45% là vì đột quỵ tim. Wow. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.